Địch Lệ Nhiệt Ba lộ thông tin có chồng, Rizzo Blackpink tiếp sức đưa bằng chứng trên thiệp mời. Nhiều lần giấu kín không công khai về chuyện tình cảm, mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi để lộ thông tin đã có gia đình nhờ vào một chi tiết. Rất nhiều fan hâm mộ bán tín bán nghi về bằng chứng được đưa ra lần này. Tên tuổi bùng nổ sau vai diễn Bạch Phượng Cửu ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là bước đầu đưa Địch Lệ Nhiệt Ba thành sao hạng A ở Cbiz. Tuy những bộ phim sau không tạo được tiếng vang lớn nhưng vẫn giúp nàng mỹ nữ Tân Cương củng cố địa vị. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp cuốn hút, cô nàng còn là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới của Cbiz. Nhờ vẻ ngoài kiêu sa diễm lệ, cô nàng luôn là tâm điểm truyền thông mỗi khi tham dự các thảm đỏ, sự kiện thời trang, kim hoàng trong nước và quốc tế. Mới đây, nữ diễn viên gây ấn tượng khi tham dự sàn diễn Dior thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week có sự xuất hiện của cô nàng Rizzo Blackpink. Địch Lệ Nhiệt Ba được khen xinh đẹp như nàng thơ với váy trắng thướt tha, nhan sắc rạng rỡ cuốn hút, thách thức mọi ống kính mà không cần filter. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn, cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước thông tin mỹ nhân Tân Cương đã chính thức công khai là hoa đã có chủ. Trong chụp ảnh ghi dấu tham dự sàn diễn Dior thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week vào 27 tháng 9 được đăng tải trên trang cá nhân, netizen đã vô tình soi ra được chi tiết danh xưng mà nhãn hàng gọi nữ diễn viên. Cụ thể, trên bức thiệp mời, nhà mốt Pháp đã đề ở một tên khách dự với dòng chữ Madame Didraba Didmurat, quý bà Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lực Mộc Lạp Đề. Theo đó, Madame trong tiếng Pháp được dùng cho các quý bà phụ nữ đã lập gia đình. Đặc biệt khi so sánh với thiệp mời gửi đến Đại sứ toàn cầu Rizzo, danh xưng Madame đã được thay thế bằng Mademoiselle, quý cô, chỉ phụ nữ chưa chồng. Điểm khác biệt trong cách gọi mà nhãn hàng dành cho hai người đẹp nhanh chóng gây ra cuộc thảo luận trên các diễn đàn nhan sắc. Nhiều khán giả không khỏi đặt nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba đã lên xe hoa về nhà chồng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng có thể chỉ là sơ suất nhỏ trong việc đề cách xưng hô nhãn hàng, chỉ một danh xưng cũng không thể phản ánh lên điều gì. Trong gần một năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn mang thai với Hoàng Cảnh Du và ở ẩn suốt thời gian dài. Dù cô đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận và tái xuất với vóc dáng thon gọn, nhưng công chúng vẫn ngờ vực nữ diễn viên. Thậm chí trước đó, netizen còn phát hiện ở ngón tay áp út của cô nàng có đeo một chiếc nhẫn kim cương. Điều này khiến nhiều người cho rằng cô nàng đã thừa nhận việc kết hôn nên mới công khai đeo nhẫn cưới. Vào đầu năm 2023, làng giải trí Trung Quốc xuất hiện tin đồn một ngôi sao nữ hàng đầu trong độ tuổi 30 sẽ sinh con trong năm nay. Người hâm mộ lập tức hướng nghi ngờ về phía Địch Lệ Nhiệt Ba vì liên tục trong 7 tháng trước đó, người đẹp Tân Cương không quay phim mới cũng như thường xuyên vắng mặt tại thảm đỏ các sự kiện long trọng. Điều này trái ngược hoàn toàn với lịch trình bận rộn của cô những năm trước đó. Tin đồn mang thai càng viral khi Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ ưa chuộng những bộ trang phục rộng rãi giúp người mặc dấu dáng. Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, sắp tới nữ diễn viên sẽ có lịch trình làm việc tại nước ngoài. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ cô mượn cớ công việc để ra nước ngoài bí mật sinh con. Bố đứa trẻ được cho là nam diễn viên Hoàng Cảnh Du, bạn diễn thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay năm 2020. Phía Địch Lệ Nhiệt Ba không đưa ra phản hồi chính thức, chỉ ngầm phủ nhận bằng cách tung loạt ảnh nữ diễn viên khoe vòng eo con kiến. Đến tháng 3, mỹ nhân 31 tuổi phủ nhận tin đồn trên tạp chí Law Official. Ban đầu khi nhìn thấy tin đồn đó, tôi rất tức giận và tự hỏi tại sao lại như thế, nhưng rồi dần dần lại cảm thấy buồn cười. Cho dù mỗi ngày tôi mở livestream lên giải thích với mọi người thì những người không tin vẫn tìm ra cái cớ để không tin mà thôi.